Một điều quan trọng khi làm việc với thương hiệu mà đồng thời là nhà sản xuất, đó là khả năng kiểm soát được chuỗi cung ứng. Đó cũng là vấn đề mà nhiều thương hiệu nhỏ lẻ gặp phải. Họ không có khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. Họ không có đủ nguồn nguyên liệu, họ không có dây chuyền sản xuất. Và vì thế, nhiều khi họ phải cố gắng cân đối và có những thời điểm, những nhà phân phối đó không có đủ hàng để bán. Một điểm mạnh mà chúng tôi không chỉ có một mà là hai nhà máy. Và vì thế, chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu thị trường, làm việc với các đối tác phân phối. Chúng tôi có thể đảm bảo nguồn hàng ổn định liên tục tại các quốc gia của các đối tác phân phối mà không cần lo lắng gì. Điều đó là nhờ Nature One Dairy có kế hoạch chuẩn bị nguyên liệu và dự báo thị trường xa hơn tầm nhìn một năm rất nhiều. Và chúng tôi có thể hỗ trợ các đối tác phân phối không chỉ ở Việt Nam mà ở toàn cầu.